Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao & Baguette, 714-617-5611. Kính thưa quý vị, sau 4 ngày vụ nổ bom tại Sri Lanka, đến bây giờ thế giới vẫn bàng hoàng về con số những người tử thương ở tại Colombo. Và tất cả các điều tra và theo dõi thì cho thấy rằng một số viên chức lớn của Colombo có thể bị từ chức và đã được Tổng thống của Sri Lanka chấp thuận. Như hiện theo dõi tất cả những con số thương vong ở tại Colombo của Sri Lanka đến bây giờ thì lên đến bao nhiêu thưa Duyên? Con số đã bị chết lên tới 359 người anh Trọng. Wow, 359 người. Thế tình hình tại Sri Lanka đến bây giờ thì như thế nào? Tổng thống Sri Lanka đã yêu cầu từ chức của Bộ trưởng nội kịch tính sau khi lực lượng an ninh từ chối báo cáo tình báo trong cái cuộc tấn công vừa rồi tại Easter. Đó là ngay lập tức rõ ràng ai sẽ thay thế họ, và Tổng thống Makrisipala Sirisena nói trong dự định thay đổi vào đầu lực lượng quốc phòng trong vòng 24 giờ. Kính thưa quý vị, nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khiến tất cả các Kitô hữu đã bị chết ngay trong một cái cuộc nổ bom rất là dã man và tàn bạo. Nhóm nhà nước Hồi giáo cũng đã nhận trách nhiệm hoàn toàn và các nhà chức trách vẫn không chắc chắn về sự liên quan của nó, mặc dù nhiều người đã tham dự và hướng dẫn vào cuộc tấn công này. Bộ trưởng Quốc phòng cơ sở Sri Lanka đã đổ lỗi cho các thành viên ly khai của hai nhóm đánh bom tự sát, được có thể nói họ là những người đã được huấn luyện rất nhiều, nhưng họ đã được đơn từ chức của hai ông bộ trưởng quốc phòng và nội vụ đã được ông tổng thống Sri Lanka chấp thuận. Và có thể nói câu hỏi đặt ra liệu ai sẽ là người đến để điều hành quốc gia này và giữ vững tình hình an ninh và quốc phòng của quốc gia trong cái thời kỳ mà có thể nói có nhiều chao đảo như vậy. Đó là chuyện ở tại Sri Lanka, và những hình ảnh quý vị có thấy qua việc chôn cất, con số những người bị tử thương lên tới 359 người và hơn 450 người khác hiện nay đang nằm điều trị ở tại các bệnh viện qua các thương vong họ đã gánh chịu vào trong ngày Chủ nhật vừa qua. Một trong những sự kiện mà sáng nay chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị đó là chuyến viếng thăm của ông Kim Jong-un. Đến bây giờ thì chúng ta không nói đến cuộc viếng thăm của ông Kim Jong-un đến một quốc gia nào ở tại Đông Nam Á để gặp vị gọi là lãnh đạo của Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump. Nhưng kỳ này thì đoàn tàu bọc thép của ông Kim Jong-un lại đến một trong những miền gọi là giáp giới phía Bắc với Bắc Triều Tiên mà là phần lãnh thổ của Liên bang Nga. Đến bây giờ thì chuyến đi của ông Kim Jong-un đã diễn ra như thế nào? Thưa quý vị, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Nga bằng tàu hỏa vào thứ Tư, một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh được mong đợi của ông với Tổng thống Vladimir Putin, và chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh ngoại giao gây sốt gần đây của Kim với chính quyền Trump và nhằm mục đích đẩy lùi chế độ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đang vẫn bế tắc. Kim mặc áo khoác màu đen, mũ fedora, và đã gặp các quan chức Nga tại ga tàu Kashan của Nga gần biên giới của miền Bắc. Và theo trang chính thức của thông tin cho biết của thống đốc Pimoya đã công bố những bức ảnh mà Kim đã bước xuống tàu và được tặng những món quà truyền thống của Nga là bánh mì và muối tại nhà ga. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì các nhân viên trong nhóm tháp tùng với ông Kim Jong-un đã tuyên bố với tất cả các cơ quan viên chức ở tại Russia thuộc sự của nhà nước Nga. Ông Kim nói khi ông đến nơi, ông hy vọng chuyến viếng thăm thành công và hữu ích, và ông muốn thảo luận với Vladimir Putin để giải quyết tình hình ở bán đảo Bắc Triều Tiên, cũng như quan hệ song phương với Nga. Và ông Kim sau đó ngồi lại với các quan chức địa phương cũng như một thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga trước khi lên đường trở lại thành phố cảng Vladivostok của Thái Bình Dương trong một cuộc hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống của Nga là Vladimir Putin. Chắc quý vị đã biết rằng cuộc họp thượng đỉnh này sẽ được diễn ra vào ngày thứ Năm. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Kim Jong-un tới Nga và là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi người cha quá cố của ông, đó là Kim Jong-il, đến thăm năm 2011. Những gì ông Kim Jong-un mong muốn từ hội nghị thượng đỉnh với ông Vladimir Putin?
Việc trước tiên ông đã nói, tôi đã nghe rất nhiều về đất nước của bạn, đã mơ ước đến được thăm nó từ lâu. Đó là lời trích dẫn của ông Kim Jong-un tuyên bố. Đã 7 năm kể từ khi tôi cầm quyền ở tại Bắc Triều Tiên và tôi chỉ mới đến thăm đây là lần đầu tiên. Chắc có lẽ quý vị cũng đã biết rằng ông Kim Jong-un không muốn ông Mike Pompeo tham gia vào cuộc đàm phán hạt nhân. Và ông Kim cũng gợi lên tình yêu đối với nước Nga. Đó là một trong những tình yêu cao cả mà cha mình đã nói rằng ông có ý định tăng cường mối quan hệ giữa hai nước từ lâu. Vào đầu thứ tư, truyền thông nhà nước ở miền Bắc đã xác nhận việc ông Kim rời khỏi tàu bọc thép màu xanh lá cây kaki của mình từ một địa điểm không được tiết lộ nhưng không phải là ở tại Bình Nhưỡng. Kính thưa quý vị, có thể là tại Yonhap. Ông Kim dự kiến sẽ về đến Vladivostok vào ngày chiều cuối chiều thứ tư và tham gia bữa tiệc chiêu đãi do Phó Thủ tướng Nga Yuri Trunets tổ chức. Và theo truyền thông Hàn Quốc, sau khi hội nghị thượng đỉnh với Putin, ông Kim có thể đi thăm các cơ sở hoặc địa danh lân cận trước khi khởi hành về nhà và lại vào ngày thứ sáu. Đó là tất cả những tin tức mà cố vấn điện Kremlin Yuri Zhukov đã nói với truyền thông Nga qua hội nghị thượng đỉnh sắp tới diễn ra giữa nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và ông Vladimir Putin. Thế tất cả những người cận vệ của ông Kim Jong-un đã làm gì khi chiếc tàu của ông đi đến một cảng của tại Nga mà chúng ta thường thấy tất cả các cận vệ của Bắc Hàn luôn luôn đi chạy theo tất cả những chiếc xe của ông Kim Jong-un thưa như vậy? Là đoàn tàu bọc thép màu xanh sọc vàng chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới nhà ga của thành phố cảng và Vladivostok ở vùng biển Đông Nga, nơi ông sẽ họp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin. Và trước khi tàu dừng hẳn, đội cận vệ của Kim Jong-un trong trang phục vest màu đen, găng tay trắng đổ xuống nhà ga, lau sạch các cánh cửa mà lãnh đạo Triều Tiên sẽ bước ra. Hình ảnh trên truyền hình Nga cho thấy Kim Jong-un sau đó bước ra khỏi tàu, đi trên tấm thảm đỏ được trải ở sân ga và đi vào tòa nhà chính của nhà ga. Và hội thượng nghị đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Putin dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 4 tại khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông trên đảo Rusky nối với thành phố Vladivostok bằng một cây cầu. Kính thưa quý vị, tôi hy vọng chuyến viếng thăm này sẽ thành công và hữu ích. Tôi cũng hy vọng trong cuộc đàm phán tôi có thể thảo luận cụ thể về cách giải quyết tình hình trên bán đảo Bắc Triều Tiên và sự phát triển quan hệ song phương của chúng ta. Đó là nguyên văn lời ông Kim Jong-un tuyên bố sau khi gặp giới chức Nga khi chiếc tàu của ông dừng lại trên lãnh thổ của Liên bang Nga. Đó là chuyện ông Kim Jong-un. Thế đến bây giờ chúng ta nói đến một trong những vấn đề mà chúng ta đã nghe nói nhiều lần lặp đi lặp lại, đó là vấn đề hội nghị thương thảo và đàm phán vấn đề thương mại giữa hai quốc gia Trung Quốc và Hoa Kỳ. Sự việc nó đã đi đến như thế nào? Chắc quý vị biết các quan chức của Mỹ và quan chức của Trung Quốc đã có điều kiện gặp qua lại giữa Beijing, Bắc Kinh và tại Washington DC, nhưng sự kiện một bản thông cáo chung vẫn chưa được xảy ra. Một trong những sự kiện mà chúng ta thấy là quan chức Mỹ có thể sẽ đi đến Beijing để gặp gỡ một lần nữa với quan chức Trung Quốc và đại diện thương mại của Mỹ, đó tên là Robert Lighthizer, và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, đó là ông Steven Mnuchin, sẽ tới Bắc Kinh để đàm phán thương mại kể từ ngày 30 tháng 4, thưa như vậy. Và theo thông tin của Reuters dẫn thông báo của Nhà Trắng vào hôm 23, ngày 23 tháng 4, nói rằng Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn đầu phía Trung Quốc và ông cũng sẽ đi tới Washington để đàm phán thêm từ ngày 8 tháng 5. Tin cho hay biết chủ đề các cuộc đàm phán thương mại vào tuần tới sẽ gồm các vấn đề như sở hữu trí tuệ và việc bắt buộc chuyển giao công nghệ, các rào cản phí thuế và quay hàng nông nghiệp. Và theo Reuters cho biết rằng các nhà Bắc Kinh và Washington đang tìm cách đạt một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại đang khiến hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện đang thiệt hại rất nhiều tỷ đô la. Kính thưa quý vị, sớm nay 23 tháng 4, ông Larry Kudlow, một trong những giám đốc của Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Hoa Kỳ, đã nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đạt được nhiều tiến bộ trong các cuộc đàm phán, và ông bày tỏ sự lạc quan một cách rất thận trọng về triển vọng đạt được một thỏa thuận trong tương lai. Hoa Kỳ đang tìm cách buộc Trung Quốc phải thay đổi về một loạt các vấn đề từ giảm bớt trợ cấp nông nghiệp vào tới việc ngưng việc các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ khi muốn tiếp cận thị trường Trung Quốc. Được mà người ta đề cập đến nhiều nhất trong tất cả các cuộc đàm phán, liệu Trung Quốc làm sao bảo đảm được vấn đề không còn ăn cắp trí tuệ, tuy nhiên là chúng ta nói đến copyright. Chắc quý vị cũng đã thấy tất cả các hàng hóa Trung Quốc ngày nay có mặt khắp nơi trên thế giới, và tất cả những nhà hàng hóa này đã mang bản hiệu giả và họ không cái tôn trọng gọi là cái bản quyền của những
hẳn của những tổ chức đã dày công bỏ ra để nghiên cứu. Đó là một trong những vấn đề nan giải nhất mà người ta hay nói đến. Hàng Trung Quốc có mặt khắp nơi trên thế giới giá rẻ vì họ không có chịu chi phí. Một trong những cái chi phí lớn lao đó là vấn đề nghiên cứu và vấn đề tìm được bản quyền để cho xuất bản tất cả những con cái gọi là sản phẩm công nghệ của các quốc gia trên thế giới. Đây là một trong những sự việc mà hai phái đoàn có thể nói đã gặp nhau nhiều lần, từ Bắc Kinh cho đến Washington DC, over and over, nhưng không đem lại được một cái kết quả nào mà phía chính phủ Hoa Kỳ mong muốn. Vậy lần nữa, vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, chúng ta chờ xem lại thêm hai cuộc gặp gỡ diễn ra tại Bắc Kinh và Washington DC. Liệu chúng ta có quyền hy vọng trong tương lai hay là không? Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.